Ở tập trước, đội Anh Quốc đã trải qua 3 câu hỏi, sai một câu và sử dụng một quyền trợ giúp gọi điện thoại. Trong tập này, liệu đội Anh Quốc có vượt qua được những câu hỏi tiếp theo của chương trình hay không? Chúng ta hãy cùng xem nhé! 5 giây nữa, nhanh lên trên đây! Đều nghe nằm giữa hai tỉnh Quảng Bình. Thời gian cho phần trợ giúp đã hết ạ. Ok, cảm ơn. Đều ngang thì nằm giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh. Và đây là một đáp án có chính xác không ạ? Họ đã trả lời sai một câu rồi. Nếu trả lời sai câu này thì cái tình huống nguy hiểm của chúng ta sẽ phải đối mặt. Rung. Trả lời đúng câu hỏi số 3, các bạn đã có thêm 200.000 đồng nữa. Tiền thưởng tăng lên là 400.000 đồng ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Tổ chức Thương mại Thế giới có trụ sở đặt tại nước nào? Thường là tại thành phố New York của thành Mỹ. Một là giữa Thương mại là Thụy Sĩ. Thương mại là 5 giây suy nghĩ cuối cùng ạ. Thống nhất. Tại thành phố New York, Mỹ. Liệu là cái sự lựa chọn này có mang về một đáp án chính xác không? Rất là tiếc, tôi cực kỳ tiếc vì các bạn đã đưa ra một đáp án chính xác là Thụy Sĩ nhưng lại lựa chọn là New York, Mỹ và trả lời thì người chơi đã trả lời sai 2/4 câu hỏi. Bây giờ thì chúng tôi muốn các bạn giảm bớt những cái áp lực bằng việc mời các bạn tham gia một phần chơi nhẹ nhàng hơn, thư giãn hơn, đó là phần chơi có tên gọi thử thách đèn đỏ. Trên đoạn đường di chuyển, nếu xe dừng lại ở đèn đỏ, hành khách sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu trả lời đúng, hành khách được nhận phần thưởng là 500.000 đồng. Nếu trả lời sai thì không có gì cả và vẫn được bảo toàn giá trị tiền thưởng đang có. Câu hỏi thử thách đèn đỏ như sau ạ. Tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc thi gì về lĩnh vực du lịch kéo dài từ tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào tháng 9 năm 2023? Hội tụ xanh. Hội tụ xanh là năm du lịch từ năm 23, năm 2023. Thống nhất. Bình Thuận hội tụ xanh. Vâng ạ, đây là tín hiệu cho câu trả lời. Rất là tiếc vì chúng ta đều biết là hội Bình Thuận Hội Tụ Xanh là chủ đề của năm du lịch quốc gia 2023. Thế nhưng mà sự kiện này thì được tổ chức từ tháng 9 năm 2022. Mà cuộc thi đề cập ở đây là khát vọng Việt Nam đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch My Wellness vào hàng đầu thế giới năm 2045. Không trả lời đúng câu hỏi này thì các bạn đã không có 500.000 đồng tiền thưởng. Rất là tiếc ạ. Có lần. Câu hỏi số 5 như sau. Đầu số gọi cơ quan phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn là số mấy? 114. Chốt. Tôi đã nghe đáp án của người chơi. Nếu như có một câu trả lời sai, các bạn sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây vì các bạn đã sai 2 câu rồi. Không biết là lúc này chúng ta có phải chia tay nhau sớm hay không? Những trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tín hiệu câu trả lời. Và số tiền thưởng lúc này các bạn có được là 700.000 đồng ạ. Câu hỏi số 6. Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có nghề thủ công truyền thống gì đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia? Gốm hoặc là dệt, hai giữa hai ngành này. Chúng ta có tự tin đưa ra câu trả lời không ạ? Gốm là đáp án cuối cùng của ban nền chúng tôi. Và đây là một đáp án. Tiền thưởng lúc này là 1 triệu đồng ạ. Câu hỏi số 7. Ai là cầu thủ đầu tiên của đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam được thi đấu tại châu Âu ạ? Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam hình như thi đấu tại câu lạc bộ ở Bồ Đào Nha. Câu trả lời cuối cùng của tôi là cầu thủ hình như của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là với câu này thì các bạn tự tin bao nhiêu cho câu trả lời của mình? 100%. Trả lời đúng câu hỏi số 7, các bạn đã có thêm 300.000 đồng tiền thưởng và tổng số tiền thưởng là 1.300.000 đồng ạ. Câu hỏi số 8 như sau. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ở tỉnh nào? Là chim. Chúng ta sẽ có 2 phút để thực hiện quyền trợ giúp này ạ. Chào các bạn. Thì hôm nay chúng tôi tham gia một cái chương trình là chiến sĩ kỳ thủ. Hiện nay chúng tôi đang chơi là lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam. Đầu tiên tại Việt Nam là ở tỉnh nào? Cung cấp tên cho tôi biết. Chưa
Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh nào? Lễ hội khinh khí cầu quốc tế. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần Việt thứ Nam nhất. Việt Nam lần thứ nhất tổ được chức. Tổ chức tại tỉnh nào? Tại tỉnh nào? Một phút đã trôi qua rồi ạ. Có ai giúp mình không ạ? Lễ hội khinh khí cầu tổ chức đầu tiên ở Việt Nam là ai ạ? Là nước là tỉnh nào ạ? Họ đã trả lời sai hai câu rồi. Chính ơi. Và đây là quyền trợ giúp cuối cùng người chơi quyết định sử dụng luôn. Lễ hội đầu tiên. Không biết là họ có đáp án chính xác không ạ? Thời gian thì đang trôi qua. Tại Việt Nam tổ chức ở tỉnh nào? 10 giây cuối cùng ạ. Alo. Chốt đáp án cuối cùng của các bạn là gì ạ? Bình Thuận. Người chơi đã đưa ra đáp án của mình và đó là một đáp án. Chúc mừng các bạn. Và số tiền thưởng lúc này là 1.600.000 đồng ạ. Hãy nhớ là hai quyền trợ giúp thì chúng ta đã sử dụng hết. Hai quyền được sai thì chúng ta cũng đã sai hết cả hai rồi. Cho nên là còn lại gói câu hỏi thứ 3, các bạn sẽ phải dựa vào sức mình. Bất cứ một câu trả lời nào sai thì đều phải dừng cuộc chơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang gói câu hỏi thứ 3. Gói câu hỏi thứ 3 cũng sẽ có 4 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ có 500.000 đồng tiền thưởng. Câu hỏi số 9 như sau. Hai địa danh nào được nhắc đến trong câu hát sau? Nắng 3.3, em đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa 3.3. Nắng Sài Gòn em đi mà trông thấy bởi vì em áo của Hà Đông. Thời gian đã hết ạ. Các bạn có đáp án cho câu hỏi số 9 không ạ? Câu trả lời cuối cùng là nắng Sài Gòn em đi mà trông thấy chợt mát. Chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Đúng rồi, Sài Gòn qua Hà Đông. Và đây có phải là câu trả lời chính xác không? Thật ra là họ không còn sự lựa chọn nào khác. Bắt buộc phải đưa ra phương án trả lời mà họ cảm thấy tự tin nhất. Vâng, chúc mừng các bạn đã có một câu trả lời chính xác. Bây giờ thì cùng nhau hát lại câu hát này được không ạ? Sài Gòn, em đi mà trông mắt bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Chúc mừng các bạn một đáp án chính xác. Câu hỏi số 10. Linh vật SEA Games 31 là con gì? Có vẻ như trứng tủ hay sao ạ? Sola. Những câu hỏi về thể thao hình như là các bạn rất thích. Câu trả lời cuối cùng của các bạn là gì ạ? Là con Sola. Vâng ạ. Không biết là với câu hỏi này thì các bạn có tiếp tục có đáp án đúng không? Quá đúng luôn. Chúng ta cùng lắng nghe câu trả lời nào. Không đúng luôn, xin xác. Giữ vững phong độ. Số tiền thưởng lúc này là 2.800.000 đồng ạ. Chúng ta đang đi những bước rất chậm nhưng cũng khá là chắc. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 11. Loại hình diễn sướng dân gian nào được trình diễn trong lễ hội cầu ngư của tỉnh Bình Thuận? Diễn sướng đúng rồi. Cầu ngư. Lễ hội cầu ngư là đi cầu tiêu. Thời gian cho phần suy nghĩ sắp hết rồi ạ. Tôi sẽ bắt đầu đếm ngược 5 giây cuối cùng ạ. 5, 4, 3, 2... Các bạn có đáp án cho câu hỏi số 11 hay chưa ạ? Hò cầu ngư ạ, vâng ạ. Hò cầu ngư có phải là loại hình diễn sướng dân gian được trình diễn trong lễ hội cầu ngư ở tỉnh Bình Thuận hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu câu trả lời. Rất là tiếc ạ. Nói đến loại hình diễn sướng dân gian mà được đề cập trong các cái hoạt động lễ hội cầu ngư thì đúng là hò, nhưng mà hò ở đây phải là hò bả chạo ạ. Tiếc quá. Trời ơi, buồn ghê. Rất là tiếc, như vậy là đã không có thể nào vượt qua được cái thử thách của chương trình vì người chơi đã trả lời sai 3 câu và sử dụng hết những cái quyền trợ giúp. Cho nên là theo quy định thì chúng tôi sẽ phải dừng xe để mời hành khách xuống xe và không có tiền thưởng ra về. Ngày hôm nay thì có vẻ như mặc dù khởi đầu rất là may mắn nhưng mà cái nụ cười đã không được duy trì cho đến câu hỏi cuối.
nhưng mà cũng cảm ơn ba hành khách hôm nay đã mang đến cho các cáp một cái không khí rất vui. Chúc các bạn sẽ gặp thật nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống ạ. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị tài xế rất là xinh đẹp. Vâng ạ. Hy vọng là trong hành trình tiếp theo chúng ta sẽ có được những cái hành khách may mắn hơn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục lăn bánh để đi tìm những hành khách tiếp theo ạ. Có vẻ như là có một nhóm hành khách đang muốn vẫy xe. Chúng ta thử mời họ lên xe xem nhé. Chào chị Lê Hương. Wow, chào các bạn, mọi người biết tôi hay là sao ạ? Dạ, em biết chị cho chị nhiều. Vâng, chào các bạn, mọi người định đi đâu ạ? Dạ, em định em lên xem đi tham dự chương trình của VTV8 khác. Biết là trên xe này mời các bạn lên là sẽ được tham gia chương trình. Vậy thì tôi sẽ mời mọi người lên để tham gia chương trình luôn. Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. Chào chị nha. Chào bốn bạn. Xin chào mừng các hành khách đã đến với Cascap, một game show của VTV ạ. Dạ, em chào chương trình khán giả. Xin giới thiệu với các hành khách, tôi là Lê Hương, là tài xế của chiếc xe này, là MC của chương trình. Còn các bạn ạ, không biết là có thể giới thiệu một chút ngắn gọn để chúng ta làm quen với nhau được không ạ? Ba, em tên là Trần Minh Tuấn. Dạ, em tên Thanh. Em tên Thị. Dạ, em làm tốt, em là nhân viên kinh doanh ạ. Làm quen với nhau xong rồi, bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng đến với thử thách của chúng tôi chưa ạ? Sẵn sàng. Trên đoạn đường di chuyển có 12 câu hỏi được chia thành 3 gói với giá trị tiền thưởng tăng dần. Trả lời đúng, hành khách có số tiền thưởng tương ứng. Trả lời sai, không có tiền thưởng. Nếu sai 3 câu, hành khách phải xuống xe tại địa điểm bất kỳ và không nhận được gì cả. Ngoài ra, hành khách có 2 quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến trên mạng xã hội. Mời các bạn bước vào gói câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 như sau ạ. Hai từ nào còn thiếu trong dấu 3 chấm trong câu Kazakhstan? 3 chấm ơi thương lấy 3 chấm cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Có 2 chấm. Chưa phải bàn luận trước đó. Vậy giờ thống nhất là bầu ơi thương lấy bí cùng nha. Rồi câu sau lấy gì nữa? Không, trả lời một câu mà. Xin phép được trả lời câu đầu tiên của chương trình nha. Là bầu ơi thương lấy bí cùng. Đó là một câu trả lời chính xác ạ. Một sự khởi đầu rất may mắn với một câu hỏi không hề khó. Trả lời đúng câu hỏi số 1, người chơi đã có 200.000 đồng ạ. Câu hỏi số 2, tứ linh bao gồm 4 con vật nào? Dạ em xin xin, đó là câu trả lời là long long quy phụng ạ. Và đó là một câu trả lời. Chúc mừng các bạn, tổng số tiền thưởng là 400.000 đồng ạ. May mắn quá chương trình với 2 câu hỏi đầu. Dạ dạ. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Bãi đá nào ở nước ta đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam Việt Book công nhận là bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất ở Việt Nam? Dạ, cái đó là cũng ở Bình Thuận. Không, bãi đá Thạch là được gọi là bãi đá bảy màu. Thời gian suy nghĩ đã hết, các bạn đã có phương án trả lời chưa ạ? Dạ, bãi đá Cổ Thạch của Tuy Phong, Bình Thuận. Người ta còn gọi là bãi đá bảy màu. Vào cái mùa mà đẹp nhất của bãi đá bảy màu ấy, là mình qua khoảng tầm độ tháng 12 âm lịch thì bãi đá bảy màu nó sẽ đổi thành một màu xanh thôi, là màu rêu. Số tiền thưởng tăng lên là 600.000 đồng ạ. Cách thành phố Phan Thiết, Bình Thuận khoảng 90 km về phía bắc, bãi đá Cổ Thạch được thiên nhiên tạo dựng, một bãi đá bảy màu kỳ diệu nằm trong quần thể khu du lịch Cổ Thạch thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Năm 2011, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam Việt Quốc công nhận là bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam. Dưới những đợt sóng và ánh nắng, cả bãi đá ánh lên những gam màu lung linh như những viên ngọc thuần khiết. Câu hỏi số 4, trong môn võ Taekwondo, cấp đai cao nhất có màu gì? Anh có từng học Taekwondo chưa? Chưa có học gì đâu. Màu đen đúng không? Đáp án bà con trả lời của chúng tôi là màu đen ạ. Vâng ạ. Chúng tôi thấy sự tự tin hiện lên trên gương mặt của bốn hành khách. Có vẻ như là những câu hỏi của Cascade thì dễ quá phải không ạ? Dạ. Nhưng mà cái câu sau thì không phải. Câu đầu thì dễ nhưng mà những câu sau thì không biết thế nào. Yeah. Chúc mừng các bạn. Vậy là
4 câu hỏi đầu tiên trong gói câu hỏi thứ nhất. Người chơi đã xuất sắc trả lời đúng 4 trên 4 câu hỏi và mang về số tiền thưởng là 800.000 đồng ạ. Trời ơi quá. Chúc mừng các bạn. Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang gói câu hỏi thứ hai. Câu năm như sau. Ngày quốc tế yoga năm 2022 được tổ chức tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có chủ đề gì? Tôi xin nhờ mình trợ giúp là livestream. Và các bạn sẽ có thời gian là 2 phút để livestream. Vâng, cho các bạn đang xem livestream của Túng Tony nha. Hiện tại Túng Tony đang tham dự chương trình khác khác của VTV8 truyền hình thực tế. Thì chương trình có một câu hỏi mà Túng mà muốn mấy bạn trên livestream của Túng hiện tại đang xem hỗ trợ trợ giúp giúp Túng để qua câu hỏi thứ năm của chương trình nha mấy bạn. Ngày quốc tế yoga năm 2022 được tổ chức tại Phan Thiết với chủ đề tên gọi là gì mấy bạn? Sắp hết thời gian rồi. Ai có câu trả lời vui lòng nhắn tin lên livestream giúp mình nha. Đặt liên tục cho cái người vào sau họ có thể biết được câu hỏi. Để mình nhắn lại câu hỏi nha. Chủ đề chính của yoga năm 2022 được tổ chức ở Phan Thiết có chủ đề là gì? Ai có câu trả lời vui lòng là mình nhắn lên giúp nhắn lên livestream giúp mình nha. Còn chúng ta chỉ có đó. Tất cả 2 phút còn thôi. Nãy giờ đó. Thì gần 1 phút đã trôi qua rồi. Các bạn có thể lên Google search giúp mình nha. Là chủ đề chính của yoga 2022 được tổ chức ở Phan Thiết có chủ đề chính là gì á. Các bạn có thể lên Google hoặc là nhờ người nào biết á để mà giúp mình nhắn câu trả lời lên livestream giúp mình sớm thôi. Rồi hiện tại vẫn chưa có ai. Bạn của Tuấn Tony à? Dạ, đúng rồi. Thả tin rất là nhiều nhưng mà không ai comment ở dưới cả. Mọi người comment bóng tròn luôn rồi. Dạ. Chúng ta đã có đáp án chưa? Dạ chưa. Hết thời gian ạ. Và phương án lựa chọn cuối cùng của các bạn là gì ạ? Chấp nhận trả lời sai một câu hay là như nào? Kết nối yêu thương nên trả lời gì nữa? Chúng tôi có thống nhất câu trả lời là kết nối yêu thương là chủ đề chính của yoga năm 2022 tổ chức tại Phan Thiết. Kết nối yêu thương, tôi nghĩ là đây một cụm từ nó cũng khá là liên quan, có vẻ liên quan đến cái môn thể thao như là yoga. Liệu rằng cái sự suy luận như vậy thì có mang về một đáp án chính xác không? Trong nhóm cũng không ai tập yoga. Tập yoga là biết rồi. Chủ đề quốc tế yoga năm 2022 được tổ chức tại Phan Thiết Bình Thuận chính là yoga cho hài hòa và an lạc. Rất là tiếc nhưng không sao hết. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái câu hỏi phía trước để chúng ta có thể phục thù. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 do quốc gia nào đăng cai tổ chức? Em không gọi là bạn đồng ý. 2018. 4 năm rồi luôn. Không có mới. Thời gian cho phần suy nghĩ đã hết rồi. Không biết là các bạn đã có đáp án cho câu hỏi này chưa? Sau khi bàn luận thì chúng tôi thống nhất câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi là Đức là Đức đăng cai World Cup 2018 ạ. Không biết là đây có phải là đáp án chính xác không? Tổ chức tại Nga chứ không phải là Đức ạ. Như vậy là người chơi thì đã trả lời sai 2 câu hỏi trong các câu hỏi của chương trình cho đến thời điểm hiện tại và đã sử dụng một quyền trợ giúp ạ. Như vậy là các bạn sẽ không được phép trả lời sai thêm một câu nào nữa. Cho nên là các bạn hãy hết sức cẩn thận trong những câu hỏi phía sau. Chúc lái tinh thần xe của chúng ta thì vừa mới đến ở phía xa đèn đỏ. Chúng tôi sẽ mời các bạn tham gia một phần chơi thư giãn để giảm bớt áp lực lúc này. Đó là thử thách đèn đỏ. Câu hỏi ở thử thách đèn đỏ như sau ạ. Mũi Né thuộc tỉnh Bình Thuận được công nhận là khu du lịch quốc gia vào năm nào? Chắc chắn nó phải gần đây thôi. Nó sẽ nằm ở tầm đoạn từ khoảng tầm 2000 mấy cho tới nay tới tầm khoảng tới 2015-16 thôi. Câu này không có áp lực gì. 2020 hết giờ ạ. Dạ rồi, sau khi thảo luận xong thì chúng tôi thống nhất câu trả lời là 2020 ạ. Và đáp án 2020. Và như vậy trả lời đúng câu hỏi thử thách đèn đỏ thì các bạn đã có số tiền thưởng là 500.000 đồng. Tôi sẽ dừng xe ở đây để tặng ngay số tiền này đến các bạn, giúp các bạn giải tỏa bớt áp lực. Quá tuyệt vời. Vâng ạ,
Đây là số tiền thưởng 500.000 đồng ạ. Rồi, cảm kính ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với các câu hỏi của chương trình. Câu hỏi số 7 như sau ạ. Chị em tập trung nha. Hổ quyền dưới thời nhà Nguyễn là đấu trường giữa hổ và con vật nào ạ? Dạ vậy dạ. Thôi chị cho tụi em sử dụng quyền trợ giúp được gọi cho người thân. Chúng tôi sẽ dành cho các bạn một phút để thực hiện quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân ạ. Rồi, chị, alo. Ừ chị Long ơi, em đang tham dự chương trình cắt cáp á chị. Bây giờ có một cái câu hỏi được quyền trợ giúp á. Thì bây giờ chị lắng nghe câu hỏi á. Sau đó chị trả lời giúp em nha. Trên Google như vậy. Hổ quyền dưới thời nhà Nguyễn á là đấu trường giữa con hổ với con vật nào? Chị sợ Google giúp em nha. Nhanh nhanh chị Loan ơi. Biết chị Long đang đâu không vậy? Em bỏ lên ngồi đó chị, chương trình này. Em nghe hổ ngồi ngoài nha. Ủa chứ chị Loan đang đâu? Chị Loan có cầm phải không? Sợ tụi em cũng được. Rồi rồi, tại chị biết chị đang này á. Dạ dạ, nhanh nhanh em cái nha. Chúng ta còn 15 giây ạ. Thôi. Chị trước rồi. Hổ quyền, hổ quyền. Hổ quyền là đấu trường giữa con vật nào với con hổ á. Giờ chị chú đọc lại nè. Hổ quyền với thời nhà Nguyễn là đấu trường giữa con hổ với con vật nào? Dạ, hổ quyền, bấm enter cái ra liền à. Hổ quyền. Rồi, cái ông chị Loan với bên nha. Lúc này thì các bạn đã có đáp án của mình chưa? Dạ rồi, chắc là con voi ạ. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu câu trả lời ạ. Rất là tiếc mà các bạn đã không có một cái thông tin ở câu hỏi này để tiết kiệm một cái quyền trợ giúp. Vì những nhân viên hướng dẫn du lịch lại không đọc được thông tin của hổ quyền, cũng hơi tiếc nuối một chút. Câu trả lời là voi cũng khá bất ngờ, tại tưởng là con rắn hoặc là không có thi đấu được như con rắn, sao đấu được con hổ. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 8 ạ. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì ạ? Bằng Lan ạ. 5 giây cuối cùng ạ. 5 4 3 Câu 2 rồi là Bằng Lan ạ. À, tôi đã nghe câu trả lời của người chơi. Lúc này thì họ mỗi một câu trả lời sai, họ đều có nguy cơ phải xuống xe. Chắc không sai đâu. Cái việc đưa ra đáp án là Bằng Lan, tôi hiểu là tình huống lúc này là đi tiếp hay dừng lại đây. Chúng ta cùng chờ đợi ngay bây giờ. Học lần sớm 12 năm cuối cùng đi đâu. Chúc mừng các bạn đã có một đáp án chính xác của câu hỏi số 8 và mang về thêm 300.000 đồng tiền thưởng nữa. Số tiền thưởng là 1.400.000 đồng ạ. Và như vậy là chúng ta đã khép lại hai gói câu hỏi đầu tiên. Bây giờ thì sẽ cùng nhau bước sang gói câu hỏi thứ 3. Một câu hỏi về lĩnh vực địa lý ạ. Có bao nhiêu quốc gia ở khu vực Đông Nam Á? 11 quốc gia. 11 quốc gia. Không thể sai được. Trả lời cuối cùng của em là 11 quốc gia. Vâng ạ. Chốt phương án trả lời của người chơi là 11 quốc gia. Đúng hay là sai? Tiếp hay là dừng lại? Đi tiếp ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 10. Chiến dịch nào mở màn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ạ? Chiến dịch Tây Nguyên. Dạ em chốt là câu trả lời là chiến dịch Tây Nguyên. Có phải là chiến dịch Tây Nguyên không? Đây sẽ là tín hiệu câu trả lời của chúng tôi ạ. Chúc mừng các bạn trả lời đúng câu hỏi số 10 thì tổng số tiền thưởng của các bạn lúc này là 2.400.000 đồng ạ. Câu hỏi số 11 như sau. Đến năm 2022, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu di tích cấp quốc gia? Người Nhục Thân nè, Dinh Đại Thị Tú nè, Dinh Thầy Thiếm nè, 3 cái, 4 cái. Cái nghìn ông có không nè? Có luôn, 5. Cái ông là 5 nè. Có cái tháp nước Phan Thiết nữa. Tức là nó có được công nhận không? Tôi tính vô luôn 6 cái, còn cái nữa. Nhớ thêm xem còn những cái gì nữa. Thời gian sắp hết rồi ạ. Tạc cú hả? 7 cái. Thời gian suy nghĩ đã hết ạ. Mọi người có phương án cho câu hỏi số 11 chưa? 8, không thống nhất là 8 gì nhỉ? Chúng ta chốt phương án cuối cùng của mình là gì ạ? Dạ, sau khi bàn bạc thì đây có thể nói là câu hỏi rất là khó. Tôi thống nhất tôi trả lời là 8 di tích ạ. Vâng ạ. Người chơi đã, tôi có nghe được các bạn kể, liệt kê một số những cái di tích.
mạnh dạn đưa ra con số là 8 di tích, liệu là họ đã kể đúng và nêu số lượng đúng hay không? Chương trình thì chỉ yêu cầu nêu số lượng di tích thôi. Và đây là một đáp án. Có xuống xe hay không? Và thực là chúng ta thấy rằng là rõ ràng một cái thành phố sở hữu rất nhiều di tích các quốc gia cũng chính là niềm tự hào của người dân Bình Thuận, phải không ạ? Câu hỏi số 12 như sau: hộp đen máy bay hiện nay thường được sơn màu gì? Đúng rồi. Tôi thấy người chơi đang rất mừng rỡ. Chắc là em áp lực, nhưng mà em đã từng nghe từng biết câu này. Em làm mấy mà em kiểm tra hợp đi. Em thì em chưa đi máy bay bao giờ, nhưng mà kiến thức thì vẫn cập nhật hàng ngày chị ạ. Rồi em đại diện cho đội, em xin chốt câu trả lời là màu cam. Tôi hôm nay cũng đang mặc cái áo màu cam. Ôi trời ơi. Cam phải nói là phải là màu cam của màu sơn trên hộp đen máy bay không? Tôi thì cứ nghĩ là hộp đen chứ mọi người nhỉ? Không, em không thích màu đen, em thích màu cam, có thể thôi. Số 12 thì người chơi đã có thêm số tiền thưởng là 500.000 đồng và tổng số tiền thưởng lúc này là 3.400.000 đồng. Wow. 3.400.000 đồng tôi sẽ gửi cho những người chơi của chúng ta. Hôm nay các bạn thì còn nhận thêm 500.000 đồng ở thách đèn đỏ. Hành trình của chúng ta đến lúc này đã rất là vui rồi. Và chương trình thì chưa khép lại, chúng ta còn một phần chơi nữa. Phần chơi cuối cùng có tên gọi là gấp đôi hoặc trắng tay. Sau khi vượt qua 12 câu hỏi, hành khách sẽ có quyền trả lời câu hỏi cuối cùng gấp đôi hoặc trắng tay. Nếu trả lời đúng, hành khách sẽ được gấp đôi số tiền thưởng hiện có. Nếu trả lời sai, hành khách không còn gì cả. Thôi em nghĩ là nhiều thì ăn nhiều chị ạ. Bây giờ mình trải qua 12 câu vậy rất là khó khăn rồi, thì nên mình nên bảo toàn cái số tiền mình đã. Để mình làm cái gì một cái đó kỷ niệm của chương trình dành tặng cho bên công ty ha. Mọi người thống nhất là mình sẽ dừng cuộc chơi ở đây ha. Rồi ok. Thì em xin phép dừng cuộc chơi ở đây để bảo toàn số tiền. Sự lựa chọn này thì nó cũng có lý do của các bạn và chúng tôi tôn trọng điều đó. Cảm ơn các hành khách đã đến với chương trình. Bây giờ thì tạm biệt nhau tại đây và chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Cảm ơn chị Lê Lương và chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sự lo lắng, hồi hộp, kịch tính, căng thẳng rồi vỡ òa trong những cái niềm vui khi mà hoàn thành câu hỏi một cách xuất sắc, đó là tất cả những cái cảm xúc mà hành khách khi lên xe Cascade có được. Và đội chơi ngày hôm nay chính là một đội chơi mang đến những cảm xúc như vậy. Chỉ tiếc nuối một chút thôi là họ không dám đi đến cuối con đường, nhưng mà sự ra về này vẫn là sự ra về rất là một tuyệt vời, rất là vui rồi. Chúng tôi thì chưa dừng lại, bây giờ thì Cascade sẽ tiếp tục lăn bánh để đến với những hành khách tiếp theo ạ. Let's go, let's go, yeah, let's go, let's go.